và chạm xe ba gác máy, một nữ sinh ở Long An tử vong. Sau va chạm với chiếc xe ba gác, hai nữ sinh trẻ ngã xuống đường, một em tử vong tại chỗ, một em bị chấn thương nặng. Trưa mùng 1 tháng 10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Viện Kiểm sát cung cấp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe ba gác máy và gắn máy 50 phân khối. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 15 ngày 30 tháng 9, hai nữ sinh LTTH và LKPA học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa cùng đi trên xe gắn máy 50 phân khối từ trường về nhà. Khi lưu thông trên đường tỉnh 823 thuộc thị trấn Hậu Nghĩa thì va chạm với một xe ba gác lưu thông ngược chiều lại. Cú va chạm mạnh làm cả hai em ngã xuống đường, chấn thương nặng. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do đa chấn thương nên em tiểu học đã tử vong. Riêng ba được chuyển lên bệnh viện Xuyên Á huyện Củ Chi cấp cứu rồi chuyển qua bệnh viện Chợ Giấy do chấn thương não, gãy chân, sức khỏe nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt hiện trường, xác minh làm rõ. Nạn nhân được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Cũng trong ngày 30 tháng 9, trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa container và xe máy làm một học sinh tử vong.